Thank you.
của Mỹ Lan biết chơi đàn đó nữa à? Dạ không. Thu vui thứ nhì của tôi đấy, đến đâu tôi cũng mang nó theo. Tôi còn một trò chơi nữa, cô muốn biết không? Mời cô lại đây với tôi xem rồi đừng bảo tôi lẩm cẩm nhé. Đây là thú vui thứ nhất của tôi, cô có biết gì đây không? Đây là những viên đạn, mảnh đạn mà tôi đã lấy từ người bị thương. Mỗi viên mỗi mảnh là cả một lịch sử đây. Mời cô uống rượu. Hôm nay tôi mời cô Mỹ Lan lại đây vì một việc. Tôi là bác sĩ giải phẫu, lời nói của tôi cũng làm đau đớn như công việc mổ xẻ của tôi. Cô chịu khó chút nhé. Cô là Kiều Lan, người giữ một tiếng nói hậu phương trong chương trình hàng tuần của đài vô tuyến truyền thanh.